Mới đây, tạp chí du lịch quốc tế Travel & Leisure đã lựa chọn ra 21 thác nước đẹp nhất thế giới để giới thiệu đến du khách, trong đó có sự xuất hiện của thác Bản Dốc Cao Bằng. Theo Travel & Leisure, có vô vàn thác nước quặn vục ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những thác nước được coi là lớn nhất, cao nhất hoặc mạnh nhất, cho đến những thác nước ít được biết đến. Thác Bản Dốc Cao Bằng nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 90 km về và cách trung tâm thành phố Hà Nội 400 km, thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Đây xem là nơi có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tựa chốn tiên cảnh. Thác nước này còn được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á. Từ độ cao hơn 60m với tầng dốc dài nhất 30m, những khối nước lớn từ trên ngọn thác đổ xuống qua nhiều tầng đá, cuồn cuộn tuôn chảy tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.